thân hình quá khổ, những nấn mỡ thừa xấu xí làm bạn mất đi đường nét cơ thể và những bộ váy ôm đã trở thành nỗi ám ảnh. Với phụ nữ, dù ở độ tuổi nào, chỉ cần như vậy thôi cũng đã khiến bạn mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Ở một số người, dù tập thể dục thường xuyên và kết hợp với chế độ ăn kiêng, uống thuốc giảm cân, nhưng lượng mỡ tích tụ vẫn không mất đi. Chị Khánh Huyền, hiện đang kinh doanh tự do tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã trải qua quá trình sinh nở cùng áp lực công việc khiến chị tăng cân nhanh chóng, áp dụng cho mình mọi phương pháp như ăn low carb, tập luyện thể thao, uống thuốc giảm cân nhưng đều không mang lại. Chị tìm đến thẩm mỹ quốc tế Bali tại địa chỉ 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội với mong muốn khắc phục và cải thiện cân nặng của mình. Đã trải qua quá trình sinh nở và áp lực từ công việc khiến cân nặng của mình tăng lên khá nhanh chóng. Cân nặng tăng và không có dấu hiệu giảm khiến mình không tự tin trong cuộc sống. Những bộ quần áo mình yêu thích bấy lâu nay không biết đến bao giờ mình sẽ mặc lại được. Qua quá trình tìm hiểu và biết đến thẩm mỹ quốc tế Bali, mình hy vọng thẩm mỹ quốc tế Bali sẽ đem lại cho mình thân hình thon gọn như bao lâu nay mình mong ước. Thấu hiểu được nhu cầu của chị cũng như qua quá trình thăm khám vùng mỡ thừa, đánh giá lượng mỡ tại các vùng của chị Khánh Huyền. Từ đó, chuyên viên của thẩm mỹ quốc tế Bali đã đưa ra phác đồ điều trị cho chị Khánh Huyền bằng công nghệ giảm béo Venus 3S, một trong những công nghệ giảm béo được yêu thích và ưa chuộng nhất hiện nay. Theo nghiên cứu của các chuyên gia về tổ chức y tế, hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao để đốt cháy và phá hủy mỡ thừa chính là phương pháp được chứng nhận về độ khoa học, an toàn và hiệu quả tối ưu hiện nay. Công nghệ giảm béo quyền lực hiện nay chính là công nghệ Venus 3S. Công nghệ này giúp loại bỏ mỡ thừa một cách triệt để chỉ sau một lần thực hiện duy nhất mà không lo tình trạng mỡ tích tụ trở lại, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đến điều trị. Ngoài công dụng thon gọn cơ thể, phá hủy mỡ tảng lâu năm, công nghệ Venus 3S còn giúp săn chắc trẻ hóa làn da. Tại Hà Nội, Thẩm mỹ quốc tế Bali là đơn vị tiên phong ứng dụng thành công công nghệ giảm béo toàn diện Venus 3S. Hiện Thẩm mỹ quốc tế Bali đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và trải nghiệm công nghệ làm đẹp đẳng cấp quốc tế. Quy trình làm tan mỡ bằng công nghệ Venus 3S tại Thẩm mỹ quốc tế Bali được thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Bác sĩ tiến hành thăm khám và tư vấn cho khách hàng. Bác sĩ sẽ thăm khám cẩn thận và đánh giá cụ thể, chi tiết lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng cần điều trị cho khách hàng. Từ đó sẽ tư vấn cho khách hàng phương pháp cũng như liệu trình điều trị phù hợp với từng người. Bước 2. Tiến hành massage. Massage các vùng da cần làm giảm mỡ, nhằm giúp lưu thông máu huyết, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Bước 3. Dẫn tinh chất chiết xuất 100% từ rau củ và vitamin B12 đánh tan mỡ tích tụ trong cơ thể. Bước 4. Kết hợp đầu máy Venus Legacy để phá hủy mô mỡ dưới da một cách nhanh chóng. Bạn sẽ cảm thấy có độ nóng thoáng qua ở sâu trong da khi năng lượng RF được đưa vào da của bạn và mô dưới da. Cảm giác nóng sâu này cho biết sợi collagen đã đạt đến lượng nhiệt có hiệu quả để làm săn chắc da. Là công nghệ thon gọn cơ thể hàng đầu tại Mỹ, Venus 3S được biết đến như một liệu trình làm đẹp dành riêng cho phụ nữ trong việc giảm mỡ, thon gọn bắp tay, bắp đùi. Chỉ một lần điều trị với công nghệ Venus 3S tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, bạn sẽ sớm sở hữu một thân hình thon gọn, một vẻ đẹp hoàn hảo theo thời gian. Sau khi trải nghiệm công nghệ giảm béo săn chắc làn da Venus 3S lần đầu tiên, tôi cảm thấy thực sự thích thú và thư giãn. Hiệu quả đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là làn da săn chắc hơn. Các vết rạn da được làm mờ và làm giảm mỡ thừa ở những vùng khó giảm như bụng, bắp đùi, bắp tay. Công nghệ giảm béo Venus 3S mang đến nhiều lợi ích, khiến tôi cảm thấy mong muốn điều trị Venus 3S thêm nhiều lần nữa. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều đã cho tôi biết đến một phương pháp giảm béo săn chắc da tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay. Quý vị đừng ngần ngại, hãy nhấc máy và gọi ngay tới hotline 0945368989 của Thẩm mỹ quốc tế Bali để được nghe tư vấn miễn phí về công nghệ này cũng như tất cả các dịch vụ làm đẹp khác.